Đội tuyển bóng đá nữ U20 Ấn Độ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên May Monrocki đã có mặt tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ. Đây là đội tuyển quốc tế đầu tiên đến Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng F giải bóng đá nữ U20 châu Á năm 2024. Để đạt được kết quả tốt nhất, huấn luyện viên May Monrocki đã triệu tập 28 cầu thủ chính thức trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Đây đều là những gương mặt trẻ triển vọng của Ấn Độ ở thời điểm hiện tại sẵn sàng mang đến giải đấu những bất ngờ, đặc biệt là trận gia quân gặp nữ U20 Singapore vào lúc 15 giờ ngày 7 tháng 3.